kết quả bóng đá ASEAN 19, Olympic Hàn Quốc thắng Nhật Bản để giành huy chương vàng. Olympic Hàn Quốc lội ngược dòng, thắng Olympic Nhật Bản 2-1 trong trận chung kết để giành huy chương vàng môn bóng đá nam ASEAN 19. Trận chung kết môn bóng đá nam ASEAN 19 đã chứng kiến màn so tài giữa hai nền bóng đá hàng đầu châu Á, Olympic Nhật Bản gặp Olympic Hàn Quốc. Đúng như dự đoán, đôi bên đã tạo nên một cuộc đối đầu nảy lửa và rất hấp dẫn. Ngay ở phút thứ hai, Olympic Nhật Bản đã mở tỷ số. Không nao núng với bàn thua sớm, Olympic Hàn Quốc bình tĩnh triển khai thế trận và gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 27. Trong thế trận đôi công, Olympic Hàn Quốc tỏ ra là những người mạnh mẽ hơn và tinh quái hơn, để rồi bàn thắng quyết định đến với đội bóng xứ sở kim chi ở phút thứ 56. Cầu thủ Cho Jung-guk đã có cơ hội đối mặt với thủ môn và bình tĩnh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 sau khi hai đồng đội nỗ lực đưa bóng vượt qua sự truy cản quyết liệt của các cầu thủ Olympic Nhật Bản. Olympic Hàn Quốc đã chơi hợp lý để bảo vệ thành quả trước sức ép của Olympic Nhật Bản ở cuối trận. Chung cuộc, Olympic Hàn Quốc thắng 2-1 trước Olympic Nhật Bản và giành huy chương vàng môn bóng đá nam ASEAN 19. Đây là tấm huy chương vàng bóng đá nam thứ 3 liên tiếp của Hàn Quốc tại ASEAN. Trong khi đó, Olympic Nhật Bản có kỳ ASEAN thứ 2 liên tiếp nhận huy chương bạc môn bóng đá nam. Tấm huy chương đồng ASEAN 19 thuộc về Olympic Uzbekistan, đội đã thắng Olympic Hồng Kông Trung Quốc 4-0 trong trận tranh giải 3. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, bình luận và đăng ký kênh Tin Nóng mỗi ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.